Hello, uh, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đại. Trong loạt video hướng dẫn uh, làm chủ học phần mềm InDesign uh, phiên bản 2021. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn uh, tiếp tục học và làm quen nắm vững được các cái công cụ trong hộp công cụ TuneBot. Trong bài học ngày hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cái công cụ PayTool và GapTune cho nó. Trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái nhóm công cụ tiếp theo là uh, Content Collector Tune và content play tool thì cái công cụ này để làm gì thì sau đây mình sẽ uh, giải thích và hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái công cụ này uh, ví dụ như bây giờ mình có một cái file thiết kế như thế này uh, file thiết kế này có uh, các cái nội dung ví dụ như chữ này uh, hình này uh, shape này rồi các cái hình ảnh vân uh, vân uh, rồi các cái màu sắc đấy thì uh, bây giờ mình sẽ uh, cho bạn thấy được là cái công cụ này nó sẽ làm gì à, bây giờ mình sẽ thay đổi cái này một chút xíu nha các bạn nhé thay đổi cái màu ok à, ví dụ như mình có những cái đối tượng này đấy và bây giờ mình đây là cái file đã thiết kế các bạn nhé đây là cái file đã thiết kế à, bây giờ mình sẽ tạo một cái file mới đấy. và cái file mới này thì uh... Đây là cái file mới của mình Và mình muốn lấy cái dữ liệu Của cái file cũ này Qua cái file mới này Đấy Và Không phải là các bạn copy nhé các bạn nhé Mà các bạn Lấy cái dữ liệu từ cái file mới này File cũ này sang cái file mới kia Thì uh, Bây giờ Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy cái dữ liệu đấy uh, Các bạn sẽ dùng cái công cụ này này uh, Công cụ call uh, Content Content Collector Tool Đấy Cái công cụ này Để các bạn lấy cái dữ liệu Đấy, à, để lấy cái dữ liệu này thì nó cũng đơn giản là Khi các bạn chọn cái công cụ uh, Đây, các bạn chọn cái công cụ Content Collector Tool Thì uh, nó sẽ hiển thị cho các bạn một cái um, panel tham lai như thế này Thì cái panel này nó sẽ có cái nhiệm vụ là uh, Giúp các bạn uh, lấy những cái hình đây Đấy, ví dụ bây giờ mình lấy tất cả những cái hình này Thì mình chọn, bấm vào đây thì nó sẽ tự động nó thêm vào đây cho các bạn à, Ví dụ như thêm cả chữ này Rồi đối tượng này, hình này, này Đấy Uh, gì đó tất cả mình sẽ thêm tất cả vào nhé các bạn nhé đấy uh, mình thêm tất cả vào thì lúc này các bạn là thấy là đã có các cái hình ở bên trong cái collector này rồi đấy thì uh, mình sẽ qua cái uh, cái file mới đấy thì qua cái file mới thì mình sẽ các bạn thấy là đây là, là, là uh, cái file trống và cái content collector nó chỉ có cái nhiệm vụ là lấy cái file các bạn nhé và để chuyển cái file từ trong cái content collector này về cái uh, cái file mới của các bạn thì các bạn không thể dùng các cái cái, cái công cụ content collector này được đó thì các bạn phải dùng cái công cụ tiếp theo đấy là content play tool play là đặt vào các bạn nhé thì các bạn khi các bạn chọn cái công cụ này thì nó sẽ có các cái tùy chọn để cho các bạn uh, sử dụng uh, đây là thứ nhất là gì tức là tạo một cái đường link À, tức là cái đường link uh, tạo một cái link cái liên kết đấy các bạn nhé cái liên kết từ cái cái này từ cái hình từ cái này này uh, qua cái đối tượng này của các bạn, hoặc là bạn không tạo đường link. Cái thứ hai là map style. Uh, có các cái style thì nó sẽ map hết cho các bạn vào trong cái này hoặc là các bạn có thể edit các cái custom uh, map style trong cái đối tượng của các bạn, ví dụ cái chữ này đi thì các bạn có thể map style được các bạn nhé uh, Rồi, tiếp theo là cái gì ạ? Ở uh, này là play remove uh, from uh, Kion And lot uh, Next Đấy Cái này là Play multi And keep Đấy Tức là play nhiều cái đối tượng Các bạn nhé uh, Rồi Các bạn sẽ chọn cái này Play Hoặc remove Cái này Play xong remove Hay là play Xong uh, gì next Đấy Mình thử cho các bạn thấy nhá Đấy Tức là Khi các bạn play xong rồi Nó sẽ remove cái này luôn Tức là xóa luôn Đó uh, Còn các cái này là Các bạn là play nhiều cái và giữ nguyên cái cũ tức là khi các bạn chọn cái này uh, đây các bạn chọn này thì các bạn chọn cả cái này nữa đấy các bạn chọn play nhiều cái luôn cùng một lúc uh, các bạn nhé ví dụ như cái này thì các bạn chỉ play được một cái thôi thì nó sẽ chuyển lên cái tiếp theo uh, các bạn hiểu không còn khi các bạn chọn cái này thì nó các bạn sẽ play nhiều cái uh, khác nhau lên trên cái cái đối tượng cái hình của các bạn Đấy. hoặc là các bạn bỏ cái link này thì các bạn sẽ click vào đây thì nó sẽ không còn liên kết đến cái cái, cái cái hình bên này nữa đấy các bạn hiểu ý mình chưa? rồi à, đấy ở à, cái link này là gì tức là nó lấy cái liên kết uh, từ cái trang bên này các bạn này nó sẽ liên kết à, ví dụ như bây giờ mình sẽ có một cái hình bên này các bạn nhá mình có một cái hình ở bên này à, mình sẽ đổi cái màu đi à, mình đổi màu mình đổi màu này thì khi mình qua bên này Thì các bạn thấy là uh, Mình sẽ chọn cái công cụ này Đấy Mình bỏ link Thì Nó sẽ không liên kết Với lại cái cái, cái hình bên kia nữa uh, Mình chọn cái này Khi mình sang bên này các bạn này Đấy mình sang bên này Mình lại đổi lại uh, Cái màu này Thì phía bên này nó sẽ không liên kết được nữa này Đấy nó không liên kết được nữa Được chưa Đấy Các bạn phải Click cái này thì nó mới liên kết cái link cho các bạn Đấy Mình đang uh, nói với các bạn về cái uh, gì nhỉ Rồi Uh, cái này là các bạn chọn và nó sẽ nách đến cái tiếp theo cho các bạn ví dụ như thế này mình chọn cái này mình uh, sẽ vẽ ở đây rồi uh, ok thì nó sẽ nách đến cái uh, cái đối tượng tiếp theo uh, ví dụ như này đối tượng tiếp theo là mình nách ở đây uh, đối tượng tiếp theo là mình uh, mình quay lại từ đầu đi các bạn nhé. À, đây, mình sẽ làm lại lần lượt để cho các bạn hiểu. đầu tiên là mình sẽ chọn cái này này, đấy, mình chọn cái này. rồi, sau đấy thì đến cái chữ đó, rồi, sau đến cái hình, đấy, sau đến cái hình này nữa, rồi, xong đến các cái đối tượng cái hình tròn này, đấy nó sẽ lần lượt nó lấy các hình cho các bạn, à, các bạn hiểu ý mình không? Đấy. Thì ví dụ như đây, thì các bạn chọn cái cái này, Đó. thì các bạn sẽ lấy được, à, tức là trong cái hộp công cụ này nó sẽ à, giúp các bạn cái gì? Tức là các bạn lấy các cái đối tượng từ cái file A sang cái file B. À, có thể là giữ cái liên kết hoặc là không giữ cái liên kết đấy thì uh, đây là cái cách mà giúp các bạn có thể lấy các cái hình ảnh các cái đối tượng một cách dễ dàng hơn kể cả là cái uh, đối tượng vector này cái test này cái hình ảnh này uh, tất cả đều được cả các bạn nhé đấy thì uh, cái này nó cũng là rất là hay đấy ví dụ như các bạn đây thì các bạn có thể sử dụng các cái map cái liên kết uh, cho cái um, đối tượng của các bạn Đó. Thì cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.